Mẫn Long An mến chào cô chú anh chị và các bạn thích máy cài nha. Thì bữa nay mình cũng đến kho Đại Phát cả nha. Này thấy chiếc xe này rất đẹp luôn nha. Thì ở kho bãi này rất nhiều xe luôn cả nha. Đó, thì mình cũng quay lên cho các bạn xem chiếc Kubota L2402 nha. Rồi, chiếc này rất đẹp luôn cả nha. Chiếc này là chiếc một cầu nha. Cái vỏ nó em nói là vỏ zin nè, rất đẹp luôn cả nha. Cái vỏ là 11.2-24 luôn. Đó, mâm nè, mâm zin là rất đẹp luôn. Thì kho bãi quá chật thì mình cũng chia sẻ cho cả nhà xem tham khảo nha. Mình leo lên đây xuống hơi khó cả nhà. Đây. Chiếc này là rất đẹp nha, mình chia sẻ cho cả nhà xem nha. Cái cầu trước em nói là nó hơi chặt quá cả nhà. Chiếc này là chiếc một cầu nha. Cái vỏ trước của em nói là 5.00-15 cả nhà. Do nó dính bụi đất bùn sình này kia. Đó, cả nhà thấy thì xe thì về mênh mông luôn. Thì mình quay lên mình chia sẻ cả nhà cũng hơi sát thì cả nhà cũng thông cảm nha. Đó. Thì tem của bên tem sườn của em nói nè, nước sơn thì nó zin luôn cả nhà. Chiếc này là một cầu. Rồi, mình mở cho cả nhà xem cái máy em nói nha, sơ bộ máy em nói nha. Rồi, chiếc này là chiếc ba máy cả nhà. Nước sơn nó còn rất đẹp nha. Tất cả bô này kia là còn cực kỳ luôn cả nhà. Thì chặt quá mình không có review máy được cả nhà. Thì để mình cho cả nhà xem số giờ em nói nha. Số giờ em nói là chạy 835 giờ cả nhà. 835 giờ ta lái còn rất đẹp nha. Bên cơ luôn cả nhà. Rồi mình ra sao cho cả nhà xem cái đường sau nha. Xe đậu chặt quá cả nhà ơi. Thì mình chỉ review mình leo qua leo lại thôi. Đó, cái đường sau em nói nè. Nói chung bên đây chùi giữa sơ sơ cả nhà. Chiếc này rất sạch sẽ nha. Đó, bạn nào thì có sở thích muốn chiếc này thì đến trực tiếp kho bãi nha để biết thêm giá cả. Tại vì giá cả thì mình không có báo giá được trên mạng được cả nhà. Cảm ơn cả nhà xem ủng hộ.